một con xe siêu đẹp hàng sưu tầm cho anh em mình đây. Biển 4 số một chủ Honda Accord đời 90 nhập Mỹ, 4 mâm 4 vỏ mới, tháng đẻ. À, xe được trang bị có túi khí nè, có cụm đèn còn zin nè, sáng giới đăng kiểm dài nè, sơn xi mới nè, gầm bệ máy số cực êm nè, tự động nè, nhập Mỹ nè, 5 chỗ ngồi mình thùng liền chân luôn nè anh chị. Anh chị nhìn mình thùng nó liền nè. Đồng sơn xi mới, 4 mâm 4 vỏ mới. Về đi thôi, giá cực kỳ rẻ, chỉ 105 triệu. Bao chất bao sướng luôn, hàng sưu tầm cho anh em mình nha, nguyên dần nỉ còn luôn nè, keo chỉ 100%, máng nước còn zin tới giờ luôn nè. Sùng chỉ còn 100% luôn, thấy ghê chưa? Nè, máng nước còn đẹp luôn nè. Còn cái báo cửa luôn nè anh chị, nỉ còn zin luôn nè anh chị. Kính bấm chờ lật nhẹ luôn nè anh chị. Trang bị có túi khí nè, vô lăng zin tới giờ luôn nè. Chạy 150 mai tương đương với khoảng 200.000 cây số nè. Số tự động, mấy cấp số luôn. Ha, đã chưa? Tem bọng của nó tới giờ còn nguyên luôn nè anh chị, ghê chưa? Đó, 105 triệu nè, thấy xứng đáng đồng tiền bắt gạo không? Mông đúc, vỏ mới, sơn xi đẹp, cụm đèn bằng thủy của nó mới luôn nè. Đèn sáng là luôn nè. Đèn bằng thủy anh chị ha. Sơn xi mới, giá cực rẻ bao dùng. Anh em quan tâm alo cho bé Thịnh mình 0866 678 971, 0834 33 3371. Hàng này mang tính chất sưu tầm nha anh chị nha. Số tự động mà giá có 105 triệu thì quá rẻ rồi. 4 số 1 chủ ngay chủ nữa. Cảm ơn chị em mình. Anh chị em nào chưa đăng ký bấm đăng ký kênh nha.